người bình thường vĩ đại và chỉ trở thành bậc thánh khi đã tuệ truy bốn đế và đã đi trọn vẹn tám chánh đạo, tức là đến tận sau khi ngài tu khổ hạnh và tìm ra con đường ngài mới thành thánh. À, có nghĩa là quý vị không tin cái việc là Bồ Tát khi mà sanh ra đó là ngài không có những cái chất dơ, những cái chất bẩn. Thì nếu như mà nói một cách thoải mái với nhau thì cũng không có ai bắt quý vị phải tin, và quý vị không tin thì cũng không sao ha. Tại vì những cái vấn đề này nó không có nghiêm trọng như là cái vấn đề về giáo lý tứ đế. Chừng nào mà chúng ta nghi ngờ cái giáo lý tứ đế đó thì khi đó nó mới là vấn đề nghiêm trọng. Hoặc khi nào chúng ta nghi ngờ con đường bát chánh đạo thì khi đó vấn đề nó mới trở nên nghiêm trọng. Còn khi mà quý vị không chắc lắm về cái việc là Bồ Tát ra đời thì không có dơ, thì nói cho cùng thì cũng không có ai ép mình phải tin. Nhưng mà nếu như mà quý vị hỏi ý kiến của sư á, thì sư trả lời như thế này. Đầu tiên, chúng ta gọi nó là phi khoa học, thì chúng ta phải hiểu khoa học là cái gì. Khoa học là một quá trình mà người đi sau chứng minh rằng người đi trước đã sai. Nếu như mà quý vị tìm hiểu cái lịch sử của khoa học thì quý vị sẽ thấy là loài người tìm hiểu khoa học dần dần cái người sau chứng minh là cái những người trước chưa có trọn vẹn, cái sự hiểu biết của họ chưa có rốt ráo. Thành ra đó, khoa học chưa phải là chân lý. Cho đến bây giờ đó, cho đến những cái năm gần đây, người ta mới làm gì? Chờ tí xíu. Xin lỗi. Thì cho đến những cái năm gần đây đó thì khoa học họ mới nhận ra là cái lợi ích của cái việc thực hành thiền định nó có hiệu quả rõ rệt trong việc trị rất nhiều những chứng bệnh, đặc biệt là có tác dụng tích cực đối với bộ não. Nhưng mà những cái điều đó thì trước đó khoa học họ không có tin, và họ nói là cái việc mà ngồi hít thở, chỉ riêng cái việc ngồi hít thở không thôi đó mà có thể chữa được những cái căn bệnh ngặt nghèo, hoặc là nó có thể cải thiện cái sự lưu thông của mạch máu, thì họ không tin. Điều đó chứng tỏ cái gì? Khoa học là cái mà người ta còn phải tìm tòi, còn phải hoàn thiện. Khoa học là một cái chưa có hoàn chỉnh. Đấy. Thành ra đó, nếu mà chúng ta quá coi cái khoa học đó là cái thước đo tuyệt đối đó, thì sư e là phải coi lại. Sư e là phải coi lại. Còn cái chuyện mà quý vị nói là cái việc mà Bồ Tát ấy, khi mà sanh ra mà không có dơ đó, thì nó như thế này. Một trong những đặc điểm của cái làn da của Bồ Tát ấy, đó là da của ngài không có dính chất bẩn. Nói cái này quý vị tin hay không thì tùy, mà do cái phước của ngài đó, cho nên làn da của ngài của Bồ Tát ấy, từ khi mà ngài sanh xuống
Ngài đản sanh thì làn da của Ngài không dính chất bẩn. Quý vị có thể không tin, tùy, nhưng mà sư biết có một người, người này chết rồi. Cô này đó biết cách đây rất là lâu rồi, từ khi mà sư còn rất là nhỏ biết cô này. Da của cổ có một cái đặc tính, có một đặc tính bụi đất không có dính, bàn tay của cổ, chỉ vì bàn tay của cổ thôi bụi đất không có dính được. Thì cái vấn đề đó thì quý vị tin hay không thì tin, mà sự thật là có người như vậy. Mình chỉ riêng cổ chỉ giới hạn ở cái bàn tay của cổ thôi. Thì như vậy đó, lấy cái gì mà mình không tin là cơ thể toàn thân của Đức Thế Tôn là cơ thể của Ngài là không dính chất bẩn. Đấy. Và nếu như mà quý vị suy nghĩ kỹ đó, thì thấy trong kinh Đức Phật nói như thế này: chúng ta có năm cái quyền mà chúng ta phải cân bằng. Trong đó đó có hai anh là anh ký tuệ quyền và cái tính quyền. Thì khi mà cái anh tính quyền đó, có nghĩa là cái đức tin đó, đức tin nó lên cao quá thì cái trí tuệ nó sẽ bị suy giảm. Quý vị thấy là nhiều người họ tin, khi mà họ tin quá một cái gì đó thì cái trí tuệ họ sẽ bị suy giảm. Nhưng mà nếu như mà cái trí của anh mà anh quá mạnh thì anh sẽ lấn át cái niềm tin, thì nó sẽ dẫn đến cái việc là anh không tin cái gì hết. Nhiều người khi mà cái trí họ mạnh mà họ không biết là họ đang bị quá tải, thành ra là họ nghi ngờ tất cả mọi thứ. Họ đâm ra họ nghi ngờ luôn Tam Bảo, không biết Đức Phật có thật hay không, pháp mà Ngài nói là có đúng là đưa đến giác ngộ hay không, chư thánh tăng là những người có hay không đó, và có được cái sự chứng thiền hay không, và những cái kinh tạng mà Đức mà lưu truyền tới bây giờ có phải là kinh của Phật hay không. Nói chung họ nghi tùm lum hết. Thành ra đó, cái người tu thì chúng ta cần phải cân bằng giữa cái niềm tin và cái trí tuệ. Và thưa quý vị, có những người khi mà cái phước của họ quá lớn thì những cái việc xảy ra đối với họ không thể nào giải thích theo cái cách hiểu của khoa học được, thưa quý vị. Như quý vị thấy đó, có những người nói có những người đó già ăn uống á, thì ăn nó nói chung là cũng ăn một món như nhau thôi, sống thì sống trong môi trường ô nhiễm, thích cái kiểu sống mà độc hại đó, hút thuốc vậy đó, mà vẫn khỏe mạnh, vẫn lớn tuổi, vẫn khỏe mạnh, vẫn là một cái vị lão niên. Quý vị giải thích như thế nào về cái việc đó? Trong khi đó có người đó cẩn thận từng ly từng tí, trời lạnh một tí xíu là lo sợ bị cảm đấy, rồi không có dám mà đến gần những cái nơi có khói, tại vì sợ cái mùi khói đó, khói thuốc, khói nhang, mấy cái khói hóa chất độc hại. Ăn uống thì kỹ lưỡng, vậy đó mà bệnh vẫn cứ bệnh. Thành ra có những vấn đề mà chúng ta chỉ có thể dựa vào cái niềm tin. Còn nếu như chúng ta quyết định không tin thì chúng ta nên có một cái sự lựa chọn thông minh. Đó là như thế này. Quý vị suy nghĩ đó, thôi thì cái vấn đề này nếu như nó có dính dáng gì đến cái con đường tu tập hay không, nó có dính dáng gì đến con đường giác ngộ hay không, cụ thể nó có dính dáng gì đến tứ đế, tứ niệm xứ, thất giác chi, bát chánh đạo, tứ chánh cần, tứ nhị túc, ngũ căn, ngũ lực, có dính dáng gì tới nó hay không,
Và nếu như nó không có dính dáng gì thì chúng ta có thể để qua một bên. Nếu như chúng ta không có đủ cái đức tin, không đủ đức tin thì chúng ta có thể để qua một bên. Còn nếu như mà những cái vấn đề mà chúng ta nghi ngờ đó, mà nó dính đến tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ duy túc, ngũ căn, ngũ lực, thức giác chi, bát chánh đạo, rồi chúng ta nghi ngờ Phật, nghi ngờ Pháp, nghi ngờ Tăng, thì khi đó chúng ta phải xem lại. À, mà nhắc tới cái vấn đề mà logic, tôi xin thưa, cái logic của khoa học thời nay đó thì nó cũng là một cái sự logic nó chưa có hoàn chỉnh. Rồi những cái vị mà hóa thông thì sao? Những vị mà khi họ chứng đắc thiền định có thần thông, họ đi trên mặt nước á, và xin thưa là nó không có phải cái kiểu như mấy cái ảo thuật gia đâu, họ đi thật sự trên mặt nước. Rồi thì làm sao quý vị tin? Rồi khi mà những vị mà họ có thần thông, họ có thể độn thổ, rồi làm sao quý vị tin? Mà cách đây mấy năm đi nè, cách đây mấy năm đi nè, ngoại đạo thôi mà họ xài bùa chú, cái người mà đang họ cái anh này đấy, ảnh nói xấu cái ông thầy kia, tại ông thầy kia cái kiểu mà ông làm ăn mà cũng lấy tiền cũng hơi mắc, lấy cái tiền mà cúng điếu cũng hơi mắc, thì có khi là ảnh nói mà, rồi ảnh hơi xúc phạm đấy, rồi ảnh không tin. Thì quý vị biết khi mà ảnh nói như vậy đấy, ở bên kia ông thầy bên kia ở nước ngoài, ở Mỹ, ông điện về, ông nói anh này, anh không tin thì thôi, mắc mớ gì anh nói xấu tôi. Rồi cái chuyện đó khoa học giải thích cái kiểu gì? Hả? Khoa học giải thích cái kiểu gì? Thành ra khoa học là một cái chưa hoàn chỉnh. Hả? Cho nên nói tóm lại đó, chừng nào mà cái vấn đề gì mà quý vị nhắm mà mình không có đủ niềm tin thì thôi để qua một bên ha. Rồi chỉ cần quý vị còn tin tưởng là tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ nhĩ túc, ngũ căn, ngũ lực, thức giác chi, bát chánh đạo, như vậy là cũng tạm ổn rồi.